Kính chào quý vị và các bạn. Nếu như nửa phía Nam đang trong giai đoạn mưa nhiều, thì Đông Bắc Bộ, những cơn mưa mà người dân mong chờ phải chiều tối mai mới xuất hiện. Sóng lạnh yếu sẽ đẩy cho rãnh áp thấp này dịch chuyển dần xuống và gây mưa cho khu vực Đông Bắc Bộ. Và theo đường đi của hệ thống này, thì Cao Bằng, Lạng Sơn hay Quảng Ninh sẽ là những nơi có mưa trước tiên vào khoảng 1 giờ chiều mai. Sau đó, vùng mưa mở rộng ra nhiều nơi khác của Đông Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Những khu vực được đánh dấu bằng màu xanh lá này, tức là lượng mưa có thể là trên 50mm, nguy cơ đi kèm với gió lốc, sấm sét nguy hiểm. Bởi vì trước khi mưa thì toàn Bắc Bộ vẫn sẽ nắng mạnh vào trưa và đầu giờ chiều mai. Nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai hay Hòa Bình chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Các nơi khác thì nhiệt độ cũng đều khá cao là từ 32 đến 34 độ. Bắc miền Trung cũng là khu vực nắng nhiều trong cả ngày mai. Nền nhiệt cao nhất ở các thành phố từ Thanh Hóa đến Huế là 32-33 độ. Quý vị có thể cảm nhận rõ được cái nóng vào giữa trưa và đầu giờ chiều. Trong khi đó, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và cả Nam Bộ thì nắng sẽ chỉ kéo dài đến đầu giờ chiều mai. Sau đó, mây dông phát triển và gây mưa ở nhiều nơi. Sẽ có những điểm mà lượng mưa trên 50mm tập trung ở Kon Tum hay là Bình Phước. Quý vị cần phải đề phòng hiện tượng sạt lở ở vùng núi, ven sông suối nhỏ và hiện tượng ngập úng cục bộ có thể xảy ra tại những vùng trũng thấp, các khu đô thị. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Trường Sa tiếp tục cảnh báo gió cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, trời mưa rông, nguy cơ đi kèm theo lốc xoáy. Trái lại huyện đảo Hoàng Sa thì ngày mai trời nắng, gió nhẹ, tầm nhìn xa khu vực này trên 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số nơi trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.